Chủ đề năm nay là Tết Sập Việt Nam, thế nhưng mà điểm nhấn đã không chỉ còn dừng lại ở hương vị Việt nữa rồi, mà các dòng thực phẩm chú trọng nhiều hơn vào yếu tố hữu cơ, chú trọng nhiều hơn cho sức khỏe người tiêu dùng cũng như là những giá trị mang lại cho xã hội. Sự kiện quy tụ 45 gian hàng trên một diện tích 1.000m² tại trung tâm thương mại Central World, dự kiến trong 5 ngày tới sẽ thu hút hơn 500.000 lượt khách ghé thăm, trải nghiệm và thưởng thức hương vị Việt. Có rất nhiều sản phẩm của Việt Nam rất ngon như nước mắm, cà phê chẳng hạn, nhưng rất khó tìm mua được ở Thái Lan, mà chỉ khi đi chơi qua Việt Nam hay những dịp thế này tôi mới mua được. Thực sự những dịp như thế này khiến tôi muốn đến Việt Nam nhiều hơn, mua thật nhiều đồ ở đó để cầm về nhà dùng dần. Dù mới khởi nghiệp 3 năm trước, doanh nghiệp này đã tận dụng ngay được tuần hàng Việt Nam để ký hợp đồng lên kệ hàng Thái. Nhờ đó có thể tham dự và đạt giải cao tại nhiều cuộc thi khu vực và thế giới, mở rộng thị trường xuất khẩu. Doanh số tăng trưởng đều đặn ít nhất 20% mỗi năm. Cái khác biệt của chúng mình là trồng cà phê, mình chăm sóc cà phê, mình chế biến cà phê và mình làm ra cái thành phẩm cuối cùng. Thì mình đang cải tiến cái chất lượng cái cây cà phê Robusta, cái hạt cà phê Robusta của Việt Nam lên một cái tầm cao mới, đó là cà phê đặc sản, specialty coffee. Tất cả các sản phẩm của mình đều gắn cái chữ Việt như là một cái niềm tự hào dân tộc ở trong đó. Không chỉ cà phê hay là các loại hạt, năm nay đa dạng hơn về sản phẩm và đa dạng cả về vùng miền. Như đất mũi Cà Mau, lần đầu mang các sản phẩm OCOP sang trưng bày tại sự kiện. Tôm khô hoặc là bánh phồng tôm Thái Lan là chưa chế biến ra. Hay là nước cốt nhào của Cà Mau. Qua 2 ngày tôi trưng bày sản phẩm thì thấy rằng là người dân Thái Lan rất là ưa chuộng. Tôi cũng kỳ vọng là sắp tới thì có lẽ thâm nhập được thị trường Thái Lan. Lần đầu tiên mình đem cả cái hội nước mắm Trung Quốc, 13 nhà cung cấp, mà tất cả 13 nhà cung cấp đó là sẽ có cái logo mà GIP để mình nói cho thế giới là nước mắm mình ngon, có thể là một cái nước mắm mà ngon nhất thế giới. Giới thiệu là cái sản phẩm Việt Nam mình đó là có hai cái phụ liệu thôi, là cá cơm dưới muối, không có cộng thêm bột ngọt hay là gì đó. Đó một điều xa mình cho biết thế giới là nước mắm mình là tự nhiên. Cũng trong chuỗi sự kiện, các doanh nghiệp có cơ hội trực tiếp tiếp xúc với 26 đơn vị thu mua, phân phối tại Thái Lan của tập đoàn Central Group và không ít hợp đồng đang được tiến hành đàm phán để đi đến ký kết.